con là những người làm cho người khác thấy được mắt thấy tai nghe. Dạ con chào cha, con xin chào thầy Hồng. Thì con á là 15 tháng 6 vừa rồi con nhận được cái tin là cái cháu này đã bị bại não. Nhưng con á là cũng là đọc tin chị Hồng thương xót, nay cháu con đã khỏi bại não rồi. Thì con tên là gì, bao nhiêu tuổi? Dạ cháu con là Đào Minh Võ Long Long ạ. Võ Long Long ạ. Dạ thưa cha, cháu là Võ Long Long ạ. Võ Long Long. Dạ. Dạ Long Long. Long Long. Võ Long Long. Tên hay ạ, Võ Long Long. Rồi, nó tên là gì? Dạ Đào Minh ạ cha. Dạ cháu hôm nay đúng tròn 1 tuổi. Dạ. Hôm nay sinh nhật đó hả? Cháu bữa nay là hơn rồi cha. Dạ. Cháu là 1 tuổi ngay ngày 30 tháng 11 đó cha. Nó bị sao nó kể từ đầu cho mọi người nghe. Dạ. Cháu lộ cháu ngoại hay là gì? Dạ này cháu ngoại con à. Thì từ ngày 10, chiều 15 tháng 6 chị dễ con là ôm đứa cháu lên là giao cho con. Mẹ con không nuôi nổi cháu nữa. Thì đem lại giao cho con thì nói là cháu con á là bị bại não trẻ em và bị là giảm xương sống cổ và xương sống lưng. Cháu con từ nhỏ đến giờ không bao giờ biết lập biết gì hết tất cả, nhưng vì lòng thương xót con nghe lòng thương xót thì con lấy con quỳ dưới chân Đức Chúa và quỳ dưới chân Đức Mẹ, con phó thác cháu con và cho Chúa Mẹ thì con đọc tin lòng thương xót. Thank you.
1946 thì chúng ta có chị em là cái áo này là 25 năm rồi. Không, vâng, nó không có còn mới mẻ gì nữa. Chị em thấy nó tộc không phải là vì tôn cao, không phải là vì cái áo nó to, nhưng mà ngày xưa cách đây 25 năm thì các cha là mặc cái áo nó tộc như thế này, rồi sau dần dần thì cứ đổi, nó cứ kéo dài xuống, nó dài xuống chứ không phải tôn cao lên. Người có 25 năm rồi áo em chưa mặc một lần. Thưa chị em, từ đó thì tôi chủ trích là ngày 21 tháng 12 năm 1991, còn mấy ngày nữa thì vừa đúng 25 năm. Rồi cái ngày mà chủ trích thì nó gấp gáp quá, không chẳng có chuẩn bị gì được. Thì có một người bảo cha có màu áo, phải có đủ hết cái áo rồi nữa làm lễ, màu xanh, màu tím, màu đỏ, màu hồng. Thì tôi bảo là cái màu hồng lấy đâu ra. Đi kiếm, rồi cái tiệm tôi thấy nó có, mà tôi bảo cái việc theo thì lâu quá, mà theo thì tôi bảo theo cái vẽ cái nào rẻ, tôi bảo vẽ rẻ hơn, tôi bảo về vẽ thì nó rẻ, thế là lấy cái sơn vẽ, vẽ trước vẽ sau, cho nó rẻ. Và mặc cho tới bây giờ 25 năm rồi đâu có sao đâu, tôi xem thì tôi biết nhìn lại suốt 25 năm biết bao nhiêu điều mắt thấy, biết bao nhiêu điều tai nghe, mà có những lúc mình không vui lên được vì mình để cho bao nhiêu cái sự lo lắng, bao nhiêu cái buồn phiền của đời tiến mục nó làm cho mình bị nặng nề, bị u ám, bị u uất, bị u ẩn, cho nên nó không sáng lên được. Và khi mình không vui, mình không sáng lên được thì mình làm sao cho những người nghe vui lên được, sáng lên được? Mình là người loan báo tin mừng, người rao giảng lòng Chúa thương xót, mà lòng mình buồn, mặt mình không vui và miệng mình không cười, lấy đâu mà người ta vui, người ta cười, người ta tươi được với anh chị em. Cho nên anh chị em cầu nguyện cho chúng tôi, những người mà phải loan báo tin mừng, phải rao giảng lòng Chúa thương xót, những người phải làm chứng về một tin mừng dẫu có đau khổ nhưng không đau buồn. Đau khổ thì có, ai mà không tránh khỏi đau khổ, vì chính Đức Giêsu thân phận của con người cũng đau khổ đến chết đi được, nhưng không được phép buồn lo quá để cho cái niềm vui khi mình không mất đi, không được quá mãi mê thế sức, mê tiền của, mê danh vọng, mê chức tước, mê địa vị, mê đất đai, mê xe cộ, làm cho mình đi mờ hết con mắt lương tâm, mờ hết con mắt lương tri, mà không thấy được cái niềm vui của tin mừng. Như là Đức Giáo Hoàng Francisco là một cái thông điệp gọi là niềm vui tin mừng. Tin mừng nó phải có một cái niềm vui trong đó, và người loan báo tin mừng phải là người có tràn đầy niềm vui và làm chứng tá cho những người khác. Anh chị em, tôi thực sự thấy anh chị em đây tôi thấy xấu hổ. Chứ xấu hổ vì những người trong dân họ đau khổ, họ bệnh tật, họ nghèo đói, họ nghèo túng, vậy mà họ vẫn vui, vậy mà họ vẫn mạnh dạn đưa đây làm chứng cho tin mừng. Còn chúng tôi, những linh mục, những người đáng lý phải làm chứng cho tin mừng thì đời sống tôi khi lại phản chứng. Mặt mũi thì câu có, nhìn thì lúc nào cũng lầu bầu, ánh mắt thì mang hình viên đạn, bộ mặt thì bộ mặt hình sư, đi đứng thì hùng hùng hổ hổ, ăn nói thì hùng 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 hổ. Thưa anh chị em, làm sao người ta đến gặp một mục tử, người ta nhận được tin mừng, được thưa anh chị em, làm sao người ta thấy được đó là chứng nhân tin mừng được, rồi làm sao người ta có tin mừng được? Thôi, thưa anh chị em, thương tổ quyền cho tôi. 25 năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu loay quanh cho đời mỏi mệt, tôi quay về với lòng thương xót của Chúa, với tứ tuần tĩnh tâm để cảm nhận được lòng thương xót của Chúa, và đó mới làm cho mình được vui mừng. Vì Chúa cho tôi được thấy, Chúa cho tôi được nghe những người giáo viên lên đây làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Anh chị em làm chứng cho chính bản thân chúng tôi, anh chị em làm gương sáng cho chính bản thân chúng tôi, những người giáo dân, cho những người thân thiết nào có anh chị em nào muốn lên để chia sẻ làm chứng để cho người ta thấy những điều mắt thấy, những điều tai nghe. Còn rồi mình nói như này,